Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay mình lại về một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. Anh em đã sở hữu một chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản. Máy 1.5. Sơn xì rất sáng bóng. Và sau đây em sẽ quay qua về phần thân vỏ cho anh em xem. Đấy, thân vỏ sơn xì rất đẹp. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có 240 triệu đồng anh em đã sở hữu một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2009, 4 bánh na răng đúc, màu đen. Đấy, tất cả những cái tay khóa mở cửa đã được mạ chrome, nhìn rất sáng bóng. Gầm bệ thì chắc lịch, dàn bốn lốp của nó vẫn còn đẹp. Đấy, sơn xì rất sáng bóng anh em nhé. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng bên em. Đây, những ốp đèn được mạ chrome, nhìn rất sáng bóng. Sơn xi thì rất đẹp, xe rất cứng xe. Chiếc xe này mang biển số 15A20057. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios bản Nimo đang có tại cửa hàng bên em. Anh em nào đúng chân mua chiếc xe này về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Đấy, anh em nào xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mình đưa lên. Đấy, xe rất cứng xe anh em nhé. Và sau đây mình sẽ đi vào nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2009. Ghế da màu đen, rất sang trọng quý phái. Đấy, đây là phần ban thờ của nó, đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ anh em nhé. Đấy, bô lăng, cửa số, phanh tay. Vâng, đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa. Đấy, rất đẹp anh em nhé. Phần táp lô, táp ly, cánh cửa. Đây là phần âm thanh. Đây là phần cột kèo của nó. Mình cam kết với anh em chiếc xe này không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Đấy, cột kèo. Đây ghế da sau. Đấy, ghế da được trang bị màu đen. Đấy, đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa. Đấy, đây là hốc bản lề. Táp lô, táp ly, cánh cửa anh em nhé. Đấy. Đây, chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 đang còn tại cả cửa hàng bên em. Đây là bản lề. Đây, hốc bản lề cửa. Đây, tay khóa. Đây, phần táp lô, táp ly, cánh cửa. Đây là phần trần lý. Đấy, trần lý rất đẹp anh em nhé. Đấy. Đây là bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Phần táp lô, táp ly, trên cửa rất đẹp anh em nhé.
Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009, đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. Vâng, đây là phần cốp đít của chiếc xe. Đấy, cốp xe rất rộng rãi. Anh em nào mà đi du lịch thì đựng được rất nhiều đồ. Đây là phần cốp đít, cốp của chiếc xe. Đây là lốp sơ cua của nó. Đây, đây là phần lốp sơ cua. Đây là phần bô lăng. Bô lăng rất đẹp. Đây, bô lăng của chiếc xe. Sau đây mình sẽ lổ máy lên cho anh em xem. Máy đã lổ anh em nhé. Đây, máy lổ rất êm. Đây, điều hòa rất mát. Trang bị màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, đây là gương chiếu hậu. Phần hộp đựng đồ. Âm thanh vụ trợ. Đây, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Đây, lên xuống kính. Và sau đây mình sẽ đi vào tổng quan khoang máy cho anh em xem. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 đang còn tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. Anh em nào đúng chân thì alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mình đưa lên. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. Đây, đây là chiếc Toyota Vios. Máy đang nổ anh em nhé, máy nổ rất êm. Đây, tất cả mọi chức năng của chiếc xe Toyota Vios vẫn hoạt động bình thường. Đây là phần tổng quan khoang máy của nó. Anh em nào đúng chân thì alo trực tiếp cho mình. Đây là phần lắp capo. Đấy, phần lắp capo của nó. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở Quán Toan, Hải Phòng. Vừa quay xong một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. Anh em là đúng chân thì alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Anh em làm và xem video của mình thì
thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.